Câu hỏi kế tiếp, bị suy thận phải lọc thận một tuần 3 lần, có cách nào để hỗ trợ giảm bớt số lần lọc thận? Thì đối với những người mà đã bị lọc thận, tức là cái chức năng lọc nó đã quá suy giảm rồi, cái độc tố nó gia tăng rồi, thì một trong những cái nhiệm vụ của thận là lọc chất độc, và bên cạnh đó là tái sử dụng nước, muối khoáng, vitamin. Nhưng mà cái nhiệm vụ quan trọng hơn của nó là tạo ra yếu tố tạo máu. Và yếu tố quan trọng hơn nữa là tạo ra cái năng lượng sống, gọi là cái thần sắc. Nó là tinh khí thần. Đối với y học hiện đại thì người ta chỉ nhìn tới cái phần thấp nhất của nó là tạo ra cái máu, tạo ra cái chất liệu để tổng hợp máu. Nhưng mà ta chưa thấy được cái phần khí lực của nó, tức là và ta chưa thấy được cái phần cao là cái phần thần sắc của nó. Thành ra khi mà mình bị suy thận rồi thì mình phải giảm cả cái việc đưa nước vào, giảm luôn cả cái việc quan trọng hơn là đưa chất độc vào, mà chúng ta đã có quá nhiều cái chất độc trong thức ăn, thức uống, môi trường. Cái này mình cũng đã nói trong cái chương trình của mình rồi. Ngoài những cái chất độc thô trong thức ăn, thức uống, trong môi trường, trong không khí, thì chúng ta có những cái chất độc mịn hơn. Đơn giản như gì? Sóng điện thoại. Và mịn hơn nữa là gì? Là cái tâm thức của mình, cái sóng não của mình. Nếu giả sử như mình không có cái sóng điện thoại này để nó tương tác, nó kích thích, tại vì nó mang hết tất cả những cái thông tin, những cái rung động tiêu cực từ hàng tỷ tỷ những cái con vật đang được nuôi kinh hoàng. Thật ra cái đó là cái mà nó ảnh hưởng mình nhiều nhất, chứ không phải là những cái truyền thông báo chí hay là những cái phim bạo động đâu. Tất cả những cái đó chỉ là cái quả thôi. Còn cái nhân căn bản, cái nhân căn bản mà nó tác động mình nhiều nhất là từ hàng tỷ tỷ những cái con vật mà nó đang bị nuôi một cách rất là ghê tởm, một cách rất là kinh hoàng. Chính cái sóng năng lượng bất an, căm phẫn, rối rắm đó, nó mới tạo ra cái xung động mạnh, bởi vì nó là sóng tâm thức của sinh vật. Nó sẽ khác với những cái sóng điện từ, nó tạm gọi là thấp hơn. Ok. Và nó chỉ nương tựa vào cái sóng này để nó được chuyển tải tới mình. Và vì nó là sóng sinh học của động vật, thì nó sẽ tác động vào mình nhanh hơn, mạnh hơn và sâu hơn. Thì nếu giả sử như một người sử dụng sóng điện thoại này mà người ta có cái sự chánh niệm, tức là người ta sẽ lọc không để nó vào, hay là thậm chí như một cái người thực tập mà có cái năng lượng từ bi, có cái xung động, thì nó sẽ trung hòa lại bớt đi. Thì nếu mình làm được như vậy thì mình biết cách sử dụng, nhưng cũng giới hạn. Nhớ là mình, mỗi một người có cái limit của mình. Okay. Vậy thì mình có cái năng lượng đó, nhưng mà nếu mà người nào mà sử dụng điện thoại thường xuyên thì mình vẫn bị cái năng lượng tiêu cực, cái rung động tiêu cực bên ngoài nó tác động vào mình. Do vậy thì đó là lý do tại sao mà quý vị thấy chúng tôi hay nhắc quý vị, khi chúng ta ở nhà cũng vậy, một mình cũng vậy, khi mình sử dụng xong rồi chuyển qua chế độ máy bay thì đừng có bị những cái vibration, những cái năng lượng nó chuyển tải đến. Và đặc biệt khi chúng ta vào cái hội chúng càng đông bao nhiêu thì cái sự cộng hưởng nó sẽ nhiều và mạnh bấy nhiêu, thì chúng ta hạn chế tối đa cái việc mở nó lên. Vậy thì đó là cái tác động từ bên ngoài đến mình. Nhưng mà ngược lại, cái tác động từ bên trong ra, nếu như một người có sự thực tập chánh niệm thì mình sẽ lọc bớt, cản bớt những cái rung động tiêu cực đó vào cho mình. Còn nếu mà cái người không có hiểu cái nguyên tắc này, mình cứ sử dụng thường xuyên thì nó tác động vào thì mình lại phản ứng trở lại, lo lắng, phiền muộn, căng thẳng, sợ hãi. Thì chính những cái đó là những chất độc mịn, nó làm tổn hại mình. Okay. Đó là những chất độc mịn, nó làm tổn hại mình. Thì ngày nay chúng ta bị quá nhiều cái đó. Mình phóng tâm nhiều, mà mình càng hướng tâm ra bên ngoài nhiều bao nhiêu thì mình bị những cái năng lượng, cái rung động tiêu cực này nó tác động mình nhiều bấy nhiêu. Và đó cũng là lý do tại sao trong cái chương trình thành lập thì chúng tôi có nhắc nhở và hỗ trợ quý vị thường xuyên quay trở về với mình. Trước hết, do dù mình chưa phát triển được cái tâm từ bi của mình, nhưng mà ít nhất khi mình quay trở lại, mình dừng lại cái là mình đã không bị cái từ trường đó nó cuốn hút, nó tác động mình. Có một cái hàng rào chặn.
Rồi sau khi mình có cái hàng rào chợ, mình quay trở về, mình kết nối, mình thực tập dần dần dần, mình trong sạch, mình phát triển được cái năng lực mạnh mẽ từ bi tích cực trong mình rồi, thì lúc đó mình mở nó ra thì nó sẽ đẩy ra. À, trước hết là nó bảo vệ mình, sau đó là nó sẽ lan tỏa ra để nó trung hòa bớt những cái năng lực bất thiện ở bên ngoài. Thì đối với những người bị thận là phải thực tập cái điều này. Tại vì chúng ta không những có chất độc thô trong thức ăn, thức uống, môi trường, không khí, mà chúng ta còn có cái chất độc mình này. Vậy thì người nào càng thực tập nghiêm chỉnh bao nhiêu thì cái người đó sẽ có được cái sự chuyển hóa nhiều bấy nhiêu. À, thì ở Việt Nam thì chúng tôi đã có những người mà khi mà nó suy thận đến cấp độ 4 và xét nghiệm cái chất liệu mà để tạo máu là đối với y học hiện đại là không đủ. À, lúc đầu phải truyền máu liên tục mỗi tuần lễ, nhưng mà sau khi thực tập rồi thì mặt mũi môi hồng hào và tinh thần thoải mái. Như vậy thì chúng ta phải biết rằng mình phải thực tập hết tất cả các cái tầng, chứ không phải chỉ có ăn uống không thôi, không phải chỉ có vận động tập luyện không thôi là cái tầng rất là thấp. Mình phải đi lên cái tầng cao hơn, à, để nó bảo vệ mình và nó chuyển hóa.